Tuesday? Bốn. Nó đi ăn không chị ta? Không, chị cũng đi. À không, ý là chị Loan á. Hồi nãy mình nghe nè, có không ta? Thank you.
được còn gì mới chị mua được cái cho nó. Cái nào chùi chung dài, cái ngắn kìa. Ừ. Hai cái 39 ngàn. Đó. Ừ. Nhà cái chỗ cái ngân hàng đồ gì đó. Ờ. Cái rổ, một cái rổ to to nó 40, 50 chứ đó. 40. Cái thau 15 ngàn. Hai đôi dép đi vô nhà 40, 39 là 40. Đôi dép mà ấm 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 chân á. Ừ. Chị có bán luôn rồi hả? Bán chứ. À, hay bán cái chỗ ngân hàng đó. Đi ra tiệc bà tiệc của mình ăn chân nướng chéo tại đường kiếm. Chắc là coi coi cái giỏ, một cái giỏ đựng áo quần là sao. Còn mấy phút nữa? Còn được mấy cái nữa. Đứng luôn. Còn được mười mấy hộp nữa. Quay lũi văn lòng được con hậu. Em cứ cầm mấy không quay quay đâu. Con hậu làm chi kệ lắm. Nó vậy á. Ờ. Bình thường quá. Nó vậy. Nghe bình thường. Bình thường mà ai biết sao. Tầm 15 phút không? Cả hơn mấy giờ đâu, 15 phút là vừa giờ về luôn đó. Biết nó điên không? Bây giờ cũng mụn, có mụn, có động lực để làm thế này. Quay. Rồi Trang nằm xuống đi, đưa mũi Trang vô để em quay từ từ. Hết 15 phút không chứ? Không đợi chị lo mà. Đang nói gì, đang nói đợi chị lo. Cái chị bán đây kia có một khách đợi chị lo.